chúng ta sẽ cùng đến với Điều Tạo Nên Tao của BY. Yeah. Come on, BY. Nhưng nó chặt trên da vết thương không đau như trước. Đó dường như là điều tương tự xảy ra với trái tim tao. Tuổi thơ là dính chìm bao, nhưng nó đâu tôi từng chìm vào. Để tao nói những em thích không chọn tôi kỹ lúc này không tùy chút nào. Thì việc gặp nhau khi trên tay tôi đâu thêm kiểu có một buồn ẩu trong từng tế bào. Mọi thứ dừng lại trong một khoảnh khắc. Tôi như trái bom đổ chậm trong khi chúng nó là cảm xúc. Như chắc một xanh là để giải thoát cho một linh hồn bị giam ngục. Rồi ta cùng nghe khi nhận ra tôi chưa quá yếu ớt. Làm sao tao biết câu này bị chính ngọn lửa của mình khi đó không để ý đâu. Làm trái tim này lần nữa bùng nổ, nó sẽ như bất từng thành được những kiên cố như đây là sụp đổ. Muốn đặt một viên đạn vào đầu thêm một cách nào đó chỉ để nó đâu thì sẽ đâu ra vì thế chỗ. Nhưng khi tao thật người bạn không thể đứng dậy, rơi tự do xuống vực thì bạn tay ai hướng lấy. Đó là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Người làm tao nhận ra tao chưa từng bị bỏ rơi. Tao nhận ra tao vẫn còn ba thằng anh em. Chúc người mẹ được bố cái đầu đăng thép. Tao nhận ra để sống một mỗi con đường, tao biết mình có tình thương của mẹ ở trong vòng tay, và những thứ đó chính là lý do tạo ra tao ngày hôm nay. Cái suy nghĩ đầu tiên hiện ra đầu anh mà em mới đáp được khoảng mấy câu đầu rồi. Trời rap gì chán vậy trời. Giọng em so với cái giọng em so với cái lyric mà em viết trên đây thì nó hơi bị hiền quá. Em mày cái giọng hiền quá thì cái gì vậy? Nhưng mà em càng rap thì sao thì càng bị ấn tượng với những cái cách mà em phá cách trong cái việc giao công bằng. Mấy cái đó là cái điểm nhấn của bài em. Càng tới cuối á thì em rap càng ổn, chắc là đỡ đúng hơn. Skill em dùng cũng khá cũng rất là tốt. Điều đầu tiên là bạn gieo vần tốt. Còn flow ở phần 1 nó hay hơn ở phần 2. Ở phần 2 cái flow mình nó hơi đều nha. Easy. Nói chung là lúc mà bạn mới vô á, mình nghe cái nhạc nền á và nhìn cái cách diễn xuất của bạn á thì mình cảm thấy một sự tuyệt vời với vấn đề là ngơ ngác để bạn thể hiện cái lần đầu bước lên sân khấu. Ngáo. Nhưng mà dường như là cái sự ngơ ngác và ngáo đó nó kéo dài từ đầu bài đến cuối bài. Mặc dù là cuối bài cái diễn xuất của bạn tăng lên nhưng mà điều đó không có bù đắp cho phần tàu của bạn. Nên là hy vọng cố gắng hơn phần diễn xuất.